Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì trong video của ngày hôm nay thì tôi sẽ lại vào tôi nuôi lốt cái con đào vàng này vậy. Hình như là cũng mẹ sắp được ăn rồi mà đẻ thì hơi phí. Ôi, hai thằng này lắc à, hay lắc game nhỉ? Từ từ lại tôi vào lại nào. Lắc là rất là nguy hiểm anh em nhá. Chúng ta nên để nó lại được rồi. Để nó ngon nghèo một tí thì nó mới hiệu quả được chứ để lắc 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 là mẹ rất dễ mẹ đi đầu xuống đất đấy. Nên ngày hôm nay ở chỗ tôi đang mưa thì ra là thời tiết nó hơi bị trở lạnh lạnh một tí rồi. Anh em có thể cảm thấy trời bắt đầu lạnh lạnh không? Tôi bắt đầu tôi cảm thấy lạnh lạnh rồi, bắt đầu là mẹ cổ họng nó có vấn đề rồi. Ngày hôm nay anh em thấy họ thấy thấy giọng tôi nó hơi 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 khạc nhỏ một tí rồi. Mẹ hy vọng nó đừng ốm chứ mẹ ốm bây giờ là chết dở ấy. Giờ ốm là đi làm không đi làm được, làm video cho anh em thì nó đau họng không làm được rồi, không có thu nhập. Không thu nhập thì mẹ vợ con chết dở ngay. Nên là thôi mẹ phận làm đàn ông thì phải cố gắng em ạ. Đây rồi, gói mốc 150k tôi nghe cũng thơm tho đây. Không biết được ngày hôm nay thì có ăn được không. Thì tôi cứ dò thôi anh em, dò xem cái mốc nào nó ở đây đấy, đấy, được free rồi anh em nhé. Có khi là ngày hôm nay lại ăn ngon cái vòng quay free này cũng lên đấy. Kể cả không ăn được thì cũng cố gắng lại làm hai ba cái món lớp thôi là ok. Em trước thì có quay nhưng mà làm hai ba cái món lớp hơi bị ngon rồi nhưng không biết được ngày hôm nay thì món lớp nó có về với bản hay không đây. Thì hy vọng là nó sẽ về một hai phát thôi cũng được, một phiên chơi là một hai phát là ok. Cứ phải bình 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 tĩnh mới được anh em ạ. Tôi để cho tự động quay một tí. Bây giờ đấy mẹ làm ngay tay đầu tiên rồi anh em. Làm ngay đầu cái tay đầu tiên rồi nhá. Không biết được ngày hôm nay thì mẹ. Ui bọt lớt. Có khi để thơm cũng lên. Đang đau họng quá. Ui ngon 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 nha ngon nha. Đấy, cứ trong khi anh em săn đuổi cái của bom free thì nó cứ lỗi cho anh em một hai phát như này thì anh em nhất là hồi vốn này, thứ hai là bảo trì vòng quay này, thế là ok, thế là ok là anh em ạ. Ui vẫn được ăn á. Ăn hoặc là ăn cái nào đấy. À đây 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 ăn cái này. Tôi tưởng ăn cô gái anh em ạ. Ăn được cô gái này mới ngon cơ. Ăn những cái mặt người này cơ. Nên là mẹ bằng cấp. Nhờ thôi. Được cái nào hai cái đấy anh em ơi. Tôi sẽ chuyển sang quay bằng tay một tí. Riêng con đào vàng này nhá. Tôi thường thỉnh thoảng gần đây tôi hay hướng dẫn cho anh em là chúng ta sẽ nhân cái mốc cược lên cho nó phù hợp với cái gì nhỉ. Tức là anh em quay sau khoảng 2-3 phút mà đen ấy thì anh em có thể gia tăng bốc cược lên để anh em gỡ gỡ lại kiểu như chúng ta đánh gấp thép đúng không? Nhưng ở con đỏ vàng này không cần anh em nhé. À đấy làm phát Big Win rồi. Con đỏ vàng này không cần làm như thế anh em nhé. Con đỏ vàng này chúng ta cứ quay mình như bình thường thôi. Có nghĩa là anh em quay cứ ở mốc cược nào chúng ta quay bền ở mốc cược đấy thôi, không cần phải tăng làm gì cả. Tại vì là con hũ đỏ vàng này nó có cái bom, có bom này này. Và cái bom này nó sẽ theo mốc cược anh em nhé. Anh em bây giờ mà tăng lên hay giảm tiền đi là nó sẽ mất cái quả bom này. Và chúng ta sẽ lại phải quay trở lại cái mốc cược cũ thì nó lại về cái mốc này anh em nhé. Có nghĩa là nó sẽ bảo lưu kết quả cho anh em. Và mỗi lần anh em thay đổi mốc cược thì nó sẽ quả bom này nó sẽ reset lại sang một cốc mốc cược mới. Thành ra là anh em cũng không thể nào mà lươn lẹo đâu. Có nghĩa là ngày xưa tôi mới chơi con đào vàng này tôi cũng lươn lẹo, tôi nghĩ là khi nào tôi cóp được khoảng 9 quả bom tôi để cái mốc cược nhỏ. Tôi cóp được 9 quả bom sau đó tôi gia tăng lên cốc mốc cược lớn để tôi ăn quả bom cuối cùng anh em ạ, nhưng mà đéo được. Sai nhá. Sai sai sai. Anh em mà làm như thế là anh em chỉ cần kích một phát cộng tiền thôi là nó sẽ sang cho anh em một mốc cược mới và mốc cược mới thì nó sẽ có một cái bảo lưu mới. Đấy. Bây giờ ví dụ đây là được 6 quả chẳng hạn, anh em tăng lên phát thì em lại bị reset về cái mức của ban đầu, có nghĩa là chỉ còn
không được quả nào, nó bắt đầu phải cóp lại từ đầu nhá. Ôi đây đây đây, ngon này. Nhiều view như thế mà không được ăn, phí thật đấy. Nhưng mà thôi không sao, hồi nãy thì làm một cái view Hugin rồi nên là bắt đầu vẫn là còn tiền để quay, vẫn là còn tiền để quay. Sau đó thì chúng ta săn nó thêm một cái bon lớp nữa và hoặc là ăn thêm cái có bom là được, nhưng mà mẹ bon lớp thì có vẻ hơi đen nhỉ, đã không được bon lớp rồi lại còn không được cả cái có bom cái nữa anh em ạ. Có lẽ giờ vẫn là 6 quả, vẫn là 6 quả và không thấy gia tăng. Có khi nào máy đen không đây? Đen đi chăng nữa thì chỉ cố gắng bảo lưu cái vốn để phiên chơi sau lại vào hút tiếp anh em ơi. Tôi thấy có lẽ là cái mốc cược 150k này là cái mốc cược mà hoàn hảo nhất trong tất cả cái mốc cược anh em ạ. Tôi chơi ở mốc cược 150k này tôi thấy cực kỳ bền luôn. Thứ nhất là tiền nó giảm. Thứ nhất là tiền nó tụt chậm này. Thứ hai là khi anh em quay ấy, nó sẽ bảo lưu cái duy trì cái vốn cho anh em khá là tốt. Đấy. Duy trì cái vốn cho em khá là tốt nhá. 100k thôi. Vẫn là được ăn tiếp anh em ạ. Khá khen đấy. Thi thoảng lại cho tự động tí, xong thi thoảng lại quay bằng tay một tí anh em ơi. Vẫn là lỗ tiếp này. Vẫn chưa được thêm quả bom nào mà vẫn chưa được cái vòng quay free nào, mới có được từ đầu đến cuối, mới từ đầu đến giờ mới được có một quả thôi. Chắc là hôm nay đen rồi. Cũng may mắn là số vốn của tôi vẫn được bảo lưu khá là tốt anh em nhé, không tụt quá là nhiều. Không tụt quá là nhiều thì khi mình quay mình sẽ quay được lâu hơn, hoặc là nếu như anh em có thể cảm thấy phiên chơi này nó hơi đen đen và hơi có khói, hơi khét khét chẳng hạn, thì em vẫn có thể bảo lưu cái vốn của anh em để chơi cho những phiên chơi sau được, đúng không? Thì đấy là cái hay của mẹ con những con game nổ hũ, có nghĩa là anh em có thể chơi được rất là lâu, rất là bền, rất là dài mà không sợ hết tiền. Đấy. Đấy, lại về mức ban đầu rồi anh em. Và tiếp một cái là vẫn chưa được một cái bon lớt nào, hay là vẫn chưa được cái quả bom nào cả. Khá là phí. Khá là phí trong phiên chơi ngày hôm nay. Nói chung là bỏ công bỏ sức ra chơi thì mình cũng muốn nó đạt được một cái gì đó nó ngon ghẻ một tí. Nhưng mà ngày hôm nay thì hơi đen nhá. Đấy, giờ mới được cái vòng quay free anh em ạ. Mẹ thì là còn ba tận ba cái vòng quay miễn phí nữa thì mới lỗ được. Ba cái nữa mới lỗ anh em nhé. Ui ôi mẹ, đỉnh thế nhở. Làm một quả xếp hàng luôn, vác cả đấy. Con đào vàng này tôi thích ở nhất, tôi thích một điểm nữa của con đào vàng này ăn khi ăn đấy, nó sẽ sụp 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 xuống, nó sẽ sụp dần xuống để chúng ta được ăn những cái lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là cái tôi khá là thích ở con đào vàng này anh em ạ. Rồi, chắc là video tôi dừng ở đây thôi anh em ơi. Hôm nay cũng không được may mắn cho lắm, nhưng mà may mắn là tôi vẫn bảo lưu được cái số vốn của tôi để tiếp tục chơi ở phiên chơi sau. Thì anh em cảm thấy con đào vàng này như thế nào? Có phải là con game tiềm năng hay không? Thì anh em có thể comment xuống phía bên dưới để cho những anh em đồng đạo, những anh em hữu thủ biết được nhá. Và anh em thấy hay có thể cho tôi xin một like, một follow. Tôi lấy tinh thần làm động lực làm video cho anh em ở những video tiếp sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.